Và nếu anh em có bất kỳ một thắc mắc nào cũng như là muốn cập nhật những cái thông tin nhanh nhất về những sản phẩm sẽ được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam thì có thể là tham gia vào group là Xóm Công Nghệ nha. Link của group thì mình sẽ để ở trong phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này. À, xin chào bạn. Redmi Note 10 Pro Snapdragon 732G, trải nghiệm gaming của nó sẽ như thế nào? Liệu nó có tốt hơn so với là Poco X3 hay không? Không lằng nhằng nữa, video ngày hôm nay các bạn sẽ có câu trả lời. Và nếu anh em nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm như là Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro thì đừng quên ghé qua hệ thống Sale4net. Sale4net đang có mức giá vô cùng là tuyệt vời cho anh em với các sản phẩm này. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Và từ ngày 16 cho tới ngày 26 tháng 3 thì tại Sale4net sẽ diễn ra lễ hội Mi Fan Day. Và thời điểm này thì chúng ta sẽ có mức giá rất là tốt dành cho chiếc Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro. Và đặc biệt sẽ có rất là nhiều những cái phụ kiện tới từ thương hiệu Xiaomi giảm giá cực kỳ sốc các bạn ạ. Link như thế nào thì mình sẽ để ở trong phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Trước tiên khi mà mình muốn đánh giá kỹ về chiếc Redmi Note 10 Pro á thì mình sẽ muốn sâu cho anh em về cái phiên bản phần mềm mà bọn mình đang sử dụng ở trên cái sản phẩm này, để lỡ may mà cái clip này á có rất nhiều bạn sẽ xem sau khoảng tầm là 2 cho tới là 3 tháng nữa thì các bạn cũng sẽ có một cái cách nhìn khách quan khác dành cho cái sản phẩm đến từ nhà Xiaomi. Thì cái phiên bản mà mình đang sử dụng trong ngày hôm nay á thì nó sẽ có tên mã là V12.0.3 nha các bạn, và có cái mã phía đuôi là UXM. Đây, cái phần link, cái phần hình á thì mình sẽ đang hiện thị trực tiếp cho anh em như thế này nè. Và bên cạnh đó thì cái chiếc Redmi Note 10 Pro bọn mình cũng chỉ test hai tựa game cơ bản thôi, với những chiếc điện thoại tầm trung mà chúng ta không cần phải test những cái game gì là Genshin Impact gì nó quá là nặng nề cả, bởi vì nó cũng rất khó để có thể là đáp ứng được. Snapdragon đầu 8 nó còn lát chứ đừng nói gì là đầu 7 như thế này. Thì mình cũng chỉ test hai tựa game là Liên Quân Mobile cũng như là PUBG Mobile. Với tựa game là Liên Quân Mobile á thì những vi xử lý là Snapdragon đầu 7 đổ xuống thì chúng ta sẽ không thể bật được lên cái chế độ là HD nha các bạn. Hôm trước có bạn Dũng, bạn có hỏi mình rằng là anh ơi, với chiếc Redmi Note 10 Pro này nó có bật được lên chế độ HD không? Thì anh có thể là giải thích luôn cho em là tất cả những cái dòng vi xử lý Snapdragon đầu 7 hiện tại á, với cái tựa game Liên Quân Mobile chúng ta sẽ không thể kéo lên được cái mức là HD nha. Còn với những cái vi xử lý Snapdragon đầu 8 á, một số những cái vi xử lý Snapdragon đầu 8 mới thì chúng ta mới có thể là bật được lên thôi. Chứ còn Snapdragon 7 thì thôi, ok, chúng ta chỉ có thể là chơi được ở cái mức là cao thôi nha. Và trước khi mà chúng ta nói tới về cái phần FPS thì mình cũng xin chia sẻ về hai thứ. Thứ nhất là về cái phần chất lượng âm thanh. Với chất lượng âm thanh loa kép stereo ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro thì mình thấy rằng là chất lượng âm thanh của nó khá là ok trong tầm giá rồi các bạn ạ. Nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh trên dưới khoảng tầm 7 triệu đồng tùy từng đợt sale khác nhau. Ví dụ như các bạn ghé qua hệ thống Sale4net á, mức giá cực là tốt đúng không? Thì mình thấy rằng là cái loa kép stereo của chiếc Redmi Note 10 Pro gần như không có điểm gì có thể là chê được các bạn ạ. Tất nhiên là nếu mà chúng ta nói về cái mức độ trong trẻo khi mà bạn nghe nhạc đi thì nó sẽ không được trong lắm, nhưng với tầm giá như thế này thì đã là quá xuất sắc và đã là quá luôn tốt rồi. Và kết hợp với đó thì chúng ta có một cái màn hình AMOLED phải gọi là rất ấn tượng. Chỉ có một cái điểm mà hôm trước mình có chia sẻ với anh em là chúng ta có một cái mức độ nổi khối không cao thôi, còn lại về độ sáng màn hình cho tới góc nhìn này, rồi là màu sắc hiện thị sống động này thì gần như chiếc Redmi Note 10 Pro á nó không có điểm gì có thể chê được về cái màn hình các bạn ạ, quá là mượt mà luôn. Và khi mà chúng ta vuốt ở những cái app mà hỗ trợ tần số quét cao á, thì nó cũng cực kỳ là mượt mà. Nhưng mà hiện tại á, các bạn thấy rằng là hầu hết tựa game thịnh hành ở Việt Nam thì nó cũng chỉ chơi được ở mức là tần số quét là 60 thôi, cho nên là khi mà bạn chơi những cái tựa game này nó sẽ không thể cảm nhận được cái tần số quét là 120Hz ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro nha. Và trong cái quá trình mà mình chém gió về âm thanh cũng như là về cái phần màn hình, các bạn thấy rằng là FPS ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro Snapdragon 732G nó rất tuyệt các bạn ạ. Cứ dao động ở trong cái mức là từ 60 cho tới là 61, và gần như không có bất kỳ một cái điểm nào. Bọn mình đã test rất là nhiều ván rồi thì không có bất kỳ một cái ván nào mà nó bị tụt xuống khoảng tầm 5 mấy á. Không có luôn, một cái hiệu năng phải gọi là rất ấn tượng. Và bên cạnh đó nữa, một cái điểm mà mình cũng rất là yêu thích ở trên cái chiếc Redmi Note 10 Pro chính là về phần nhiệt độ. Bọn mình chơi cái tựa game này khoảng tầm là 12, 13 phút á, thì mình thấy rằng là nhiệt độ của nó cũng chưa đạt tới khoảng tầm là 40 á. Mình thấy rằng là như vậy là cũng ok lắm rồi. Còn với những cái vi xử lý mà tiến trình cũ á, các bạn có thể thấy rằng hôm trước bọn mình test ở trên chiếc Redmi Note 10 á, tiến trình cũ đâm ra là cái nhiệt độ của nó tăng khá là nhanh. Nhưng với chiếc
Redmi Note 10 Pro, nhiệt độ của nó rất ok nha các bạn. Xíu nữa mình sẽ đo luôn cho anh em. Chúng ta sẽ cùng combat cái pha này này. Wow, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng FPS thấp nhất nó cũng chỉ loanh quanh ở mức khoảng tầm là 58 thôi. Lâu lâu lắm thì nó bị rơi xuống 58 một tí xíu thôi. Nhưng mà cũng không hề đáng kể và cái trải nghiệm nó vẫn cực kỳ là mượt mà. Rồi chúng ta sẽ cùng đầy trụ này luôn. Và sau đó sẽ đo nhiệt độ cho anh em nha. Đó, rất ok. Và đây là nhiệt độ này. Chúng ta sẽ cùng đo, các bạn thấy rằng là phía trước á, nó chỉ loanh quanh ở mức khoảng tầm 37 độ thôi các bạn ạ. Một cái nhiệt độ phải gọi là rất mát đúng không? Nhiệt độ cơ thể của chúng ta cũng 37 này. Chỉ có ở phần phía dưới một chút xíu ở trên màn hình chứ, thì nó sẽ khoảng tầm là 4 mấy. Nhưng mà hoàn toàn có thể là chấp nhận được nha. Một chút xíu nhỏ thôi. Cái phần đó thì khi mà bọn mình chơi ấy, nó không có ảnh hưởng tới tay quá là nhiều, thì mình thấy rằng là cũng khá là ok đấy. Rồi và chúng ta sẽ cùng chuyển qua với cái tựa game là PUBG Mobile. Thì với cái tựa game PUBG Mobile thì các phần là setup á, setting ở trong phần cài đặt nó cũng không có gì phải gọi là quá là wow cả các bạn ạ. À, vẫn là HD 30 frame hoặc là smooth 40 frame, mọi thứ thì đều cơ bản mà thôi. Và bây giờ thì bọn mình sẽ nhảy dù ở cái mức setting là cao nhất để test xem thử là khi mà chúng ta nhảy dù như vậy thì nó sẽ như thế nào. Đây, các bạn thấy rằng là bọn mình đang chia những cái góc nhìn khác nhau á, thì nó rất ngon này. Wow, ok ha. Và cái màn hình các bạn thấy rằng là màn hình của Redmi Note 10 Pro á, nó quá đẹp luôn. Nhìn vào các bạn thấy bọn mình quay lên nó vẫn rất rất là đẹp. Màu sắc hiển thị sống động, gọi là nếu mà những anh em nào mà thích chỉnh sửa hình ảnh á, thì chúng ta cần một cái màu sắc thiên hướng cái sự trung thực. Còn với một chiếc điện thoại thiên hướng về sự giải trí thì màu sắc sống động nó sẽ mang đến một cái sự thoải mái hơn cho cái mắt của chúng ta đúng không? À quên, nói một chút về cái phần độ sáng màn hình của chiếc Redmi Note 10 Pro nha. Theo công bố của bên nhà Xiaomi thì mắt sáng của chiếc máy này nó lên tới là 1200 nit. Tuy nhiên khi bọn mình đo lại á, thì nó chỉ loanh quanh ở cái mức là 720 cho tới là 730 nit thôi nha các bạn. Nhưng 720-730 nit nó cũng đã rất tuyệt vời trong tầm giá này rồi. Chỉ có khi nào các bạn chuyển sang xem những cái nội dung kiểu như là HDR á, thì lâu lâu một vài những cái khu vực nhỏ nó có thể là lên được 1200 nit, nhưng mà nó cũng không thể duy trì được lâu đâu. Tuy nhiên với cá nhân mình, 720-730 nit nó đủ để các bạn có thể là sử dụng tốt chiếc máy này ngoài trời rồi. Thông thường những chiếc máy trước đây của bên nhà Xiaomi thì chúng ta thường có một cái màn hình nó không quá sáng á, nhưng mà lần này thì bên nhà Xiaomi đã mang đến cho người dùng một cái máy có độ sáng màn hình rất ngon trong tầm giá. Các bạn thấy rằng là trong cái quá trình mà bọn mình nhảy dù á, thì FPS của chiếc Redmi Note 10 Pro vẫn rất là đều, loanh quanh mức là 29-30. Và cái cảm giác á, khi mà mình di chuyển nhân vật của mình á, thì nó sẽ không bị khự này, không bị giật giật lát lát. Nói chung là rất là mượt các bạn ạ. Nói chung game thì con này ngon đấy. À, tầm giá này con này ok đấy. À, và bây giờ thì mình sẽ cùng di chuyển bắn thêm vài thằng boss nữa, rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm một cái xe và cho anh em thấy được là về cái khả năng mà nó load map á, nó sẽ như thế nào ở Redmi Note 10 Pro. À, ok luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng lượm xem thì có cái gì. Đấy. Các bạn thấy rằng là FPS của nó vẫn rất mượt nha. Wow, công nhận luôn. Đợt này thì bên nhà Xiaomi đã mang đến cho người dùng một cái máy mà có rất nhiều những cái điểm cộng, từ loa rồi cho tới từ màn hình, rồi bây giờ hiệu năng là những cái điểm mạnh trước đây của bên nhà Xiaomi rồi. Lần này thì nó sẽ không quá wow đâu, nhưng với cá nhân mình như thế này là quá đủ luôn rồi. Chúng ta cũng không nhất thiết phải tìm ra một cái máy hiệu năng quá cao hơn để làm cái gì đúng không? Như vậy trong tầm giá này chúng ta nó như vậy là quá là ok luôn rồi. Có một cái màn hình xịn này, loa kép stereo cũng ok này, và đi kèm với một cái hiệu năng cũng ngon mát mẻ như vậy là ok lắm rồi. Khi mà bọn mình chạy ở cái vận tốc khoảng tầm là 80 này hoặc là hơn 80 á, thì bạn thấy rằng là FPS của nó vẫn duy trì rất là ok nha, từ 28, 29 cho tới là 30, mọi thứ thì đều rất là ngon lành cành đào các bạn ạ. Mình sẽ di chuyển một chút xíu nữa và chúng ta sẽ cùng chuyển sang với cái mức là smooth, và cái tốc độ khung hình lúc này sẽ được tăng lên là 40 FPS xem thử nó sẽ như thế nào nha. À, và cuối cái trận đấu này thì bọn mình sẽ kiểm tra lại phần nhiệt độ cho anh em coi luôn. Đấy, kiếm thêm vài quả bom nữa. Wow, rất ngon các bạn ạ. Nói chung là cái màn hình này xịn đấy. Màn hình ok, đã lâu lắm rồi thì bên nhà Xiaomi mới mang đến cho mình một cái cảm xúc kiểu như là phấn khích khi mà xem xài một chiếc điện thoại tầm trung của bên nhà Xiaomi mà có cái màn hình nó đẹp đến như vậy. Hiệu năng thì những chiếc máy trước đây của bên nhà Xiaomi thì chúng ta cũng khỏi bàn rồi đúng không? Rất nhiều tầm giá, hiệu năng của nó rất ngon rồi. Nhưng mà về cái màn hình á, thì đây gần như là một trong những cái lần hiếm hoi mà mình cảm thấy hài lòng về cái màn hình của những điện thoại Xiaomi. Chúng ta có một cái độ sáng ok, một cái màn hình OLED rất đẹp. Wow, quá ngon luôn. Tần số quét 120Hz luôn chứ. Đó, rồi và chúng ta sẽ cùng lên đường. Các bạn thấy rằng là FPS khi mà mình di chuyển xe nó vẫn rất là ổn này. Để thử tăng tốc lên khoảng tầm là gần 100 xem như thế nào.
Đây, 80 này, FPS duy trì khoảng tầm là 38, 40, 38, 40. Như vậy là ngon rồi, chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì quá là nhiều ở một chiếc điện thoại tầm trung đúng không ạ? Như vậy là rất là ok rồi. Nhiệt độ thì mình thấy rằng là nó cũng khá là mát đấy. Với chiếc Redmi Note 10 bữa trước bọn mình test nó lên tới là 45 độ. Nhưng mà với chiếc máy này khi bọn mình chơi PUBG thì nó cũng chỉ loanh quanh ở mức là 40 độ thôi. Đây là một cái nhiệt độ gần như là trung bình rồi và xem với tất cả những chiếc máy trong tầm giá nó không phải là quá nóng đâu. Như vậy là rất ngon được các bạn ạ. Đó, FPS nó cứ duy trì như vậy. Lâu lắm 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 thì nó bị tụt xuống còn là 32 frame ở một vài những hoạt cảnh nhỏ mà thôi. Bạn thấy không? Rất ngon. Đấy, xong. Rồi và bây giờ thì lật xác của bạn này xem thử như thế nào. Và đó cũng là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái hiệu năng ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro. Nhìn chung thì đây là một chiếc máy có hiệu năng ok, phải gọi là rất ok trong tầm giá luôn rồi. Đi kèm với đó thì một cái màn hình cũng rất đẹp này và hệ thống loa kép stereo nó cũng mang đến những cái trải nghiệm rất là tốt dành cho người dùng khi mà các bạn chơi game ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro. Còn về cái việc mà đánh giá chi tiết về chiếc máy này á và các bạn muốn bảo mình so sánh chiếc Redmi Note 10 Pro với những sản phẩm nào thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay nha. Bọn mình sẽ làm tất cả những video để dành tặng cho những bạn luôn luôn ủng hộ cho channel The Big Show. Và bây giờ thì mình sẽ đo lại nhiệt độ một lần nữa và cuối cùng thì mình xin bye bye. Các bạn có thể thấy rằng là nhiệt độ nó cũng chỉ loanh quanh mức khoảng tầm 40 thôi. Quá ngon các bạn ạ. 40, loanh quanh 40 thôi. Như vậy là quá là ok luôn rồi. Đây là cái phần mặt lưng này. Đó, ngon chưa, ngon chưa. Bye bye.